cứu đội bóng Thái Lan ngày thứ hai, cậu bé thứ năm đã được đưa ra khỏi hang an toàn. CNN dẫn lời một thành viên nhóm cứu hộ cho biết cậu bé thứ năm được đưa ra khỏi hang Tham Luân Nanon vào lúc 16 giờ 27 ngày 9 tháng 7. Trong khi đó, Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết các nhân viên cứu hộ đã nhìn thấy một cậu bé được đưa lên cáng trước khi lên một chiếc xe cứu thương đợi cách cửa hang không xa. Các thợ lặn đã tiến vào hang Tham Luân Nanon vào lúc 11 giờ sáng ngày 9 tháng 7, bắt đầu chiến dịch giải cứu thứ hai và dự kiến sẽ đưa nhóm tiếp theo rời khỏi hang vào lúc 19 giờ 30 đến 20 giờ 30. Tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsat, chỉ huy chiến dịch giải cứu cho biết các điều kiện hôm nay đều thuận lợi như hôm qua và thời điểm nhóm thợ lặn tiến vào hang cũng sớm hơn 5 giờ so với dự kiến. Các yếu tố thuận lợi như ngày hôm qua và các thành viên đội cứu hộ hôm nay gần như giữ nguyên trừ một số người thay thế cho những người đã kiệt sức, ông cho hay. Khi được hỏi nhóm tiếp theo sẽ gồm bao nhiêu người và gồm những ai, ông Narongsat từ chối tiết lộ nhưng nói rằng đó là những cậu bé sẵn sàng nhất. Một quan chức của Sở Lâm nghiệp Thái Lan cho biết mực nước trong hang vẫn đang giảm nhờ nỗ lực tháo nước ra khỏi hang bằng hàng ngàn máy bơm. Mực nước không đáng lo ngại và không bị ảnh hưởng đáng kể dù mưa liên tục trong 48 giờ qua, ông này cho biết. Ngoại trưởng Australia Julie Bishop, người đang theo dõi chiến dịch giải cứu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 9 tháng 7 nói bà tin rằng 9 người còn lại sẽ được đưa ra theo nhóm 4 người, tức là cần ít nhất 2 chiến dịch giải cứu nữa. Trong một diễn biến khác, nhóm 4 người đầu tiên được giải cứu ra khỏi hang hôm qua đang trong tình trạng sức khỏe ổn định nhưng cần phải trải qua các kiểm tra y tế chi tiết. Chúng cũng chưa được tiếp xúc với người thân và kể cả bố mẹ chúng cũng không biết con mình liệu có nằm trong nhóm đầu tiên ra ngoài hay không vì giới chức Thái Lan không tiết lộ danh tính. Lý do Thái Lan không tiết lộ tên của những thành viên đã được giải cứu. Chính quyền Thái Lan không thông báo danh tính các thành viên đội bóng đã được giải cứu, kể cả với người thân của các em, để tránh ảnh hưởng tới tâm lý của những gia đình khác. Dù vẫn chưa có thông tin chính thức thời gian tiếp theo diễn ra công tác giải cứu tại hang Tham Luân, nhưng nhiều người đã lạc quan hơn sau kết quả giải cứu đêm ngày 8 tháng 7. Ngày 8 tháng 7, báo đưa tin Mongkhon Bunbim, 13 tuổi, là cậu bé đầu tiên được đưa ra khỏi hang Tham Luân Nanon sau hơn 2 tuần mắc kẹt. Namhon Bonbiam, mẹ của Mongkhon cho biết, chị không được thông báo rằng liệu con trai đã được giải cứu và đưa tới bệnh viện hay chưa, chị chỉ biết qua truyền thông và mạng xã hội. Tôi nghe thấy tên con Mongkhon và thế là đủ cho tôi mừng rồi, Namhon nói với Guardian. Sau đợt giải cứu đầu tiên, nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao giới chức không tiết lộ danh tính của nhóm nam sinh đã được đưa ra khỏi hang an toàn. Ngày 9 tháng 7, truyền hình địa phương dẫn lời một quan chức giải thích chính quyền không thông báo tên của 4 cậu bé vì họ sợ sẽ ảnh hưởng tới cha mẹ của những em vẫn đang kẹt lại bên trong. Điều này cho thấy chiến dịch giải cứu đội bóng nhí không chỉ khó khăn đối với lực lượng cứu hộ trực tiếp chống chọi với nguy hiểm, mà đây còn là cuộc chiến tâm lý của các bậc cha mẹ, những người ngóng chờ tin tức của con trong mòn mỏi. Tối ngày 8 tháng 7, như cha mẹ của những cầu thủ nhí khác, chị Nam Hom nồng ngụ ở bên ngoài cửa hang chờ xác nhận tin từ chính quyền rằng con của chị là một trong 4 em được đưa ra ngoài. Chị chưa nghĩ đến chuyện sẽ nói gì khi được gặp con trai. Hãy để tôi gặp con trước đã, Nam Hom nói. Chiến dịch cứu hộ với sự tham gia của 90 thợ lặn tinh nhuệ bắt đầu vào 10 giờ ngày 8 tháng 7, gần một tuần sau khi đội bóng nhí được tìm thấy trong hang động tại tỉnh Chiang Rai. 4 cậu bé lần lượt được giải cứu an toàn lúc 17 giờ 40, 17 giờ 50, 19 giờ 40 và 19 giờ 50 và hiện được chăm sóc tại bệnh viện. Đến cuối ngày, chiến dịch phải tạm ngưng vì lượng oxy trong hang đã cạn. Đội cứu hộ đang đặt lại các bình oxy và chiến dịch giải cứu sẽ sớm tái khởi động. Công việc của chúng tôi vẫn chưa xong, chúng tôi sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, thành công như đợt giải cứu đầu tiên, Narongsat Osatanakon, tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai nói. Huấn luyện viên đội bóng Thái Lan được đưa ra khỏi hang sớm hơn dự kiến, vì sức khỏe quá yếu. Huấn luyện viên Ekapor nằm trong nhóm 4 người đầu tiên được đội cứu hộ đưa ra khỏi hang trong chiến dịch giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt trong hang Tham Luân Nanon. Tỉnh trưởng Chiang Rai ông Narongsat, người chỉ duy chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan, hôm ngày 9 tháng 7 xác nhận
4 thành viên của đội bóng Nhí đã được đưa ra ngoài an toàn và chiến dịch đầu tiên được rút ngắn thời gian đáng kể so với dự kiến. Tuy nhiên, ông Trang Giai không nêu rõ chi tiết danh tính của 4 người này. Một số nguồn tin nói rằng nhóm đầu tiên thoát ra ngoài là 4 cậu bé và 8 cậu bé còn lại cùng huấn luyện viên 25 tuổi sẽ ở lại trong hang đợi đợt cứu hộ tiếp theo. Tuy nhiên, tờ Bangkok Post cho biết Ekpo do sức khỏe yếu nhất vì đã nhường hết phần ăn của mình cho lũ trẻ trước khi chúng được tìm thấy. Được đưa ra khỏi hang cùng 3 đứa trẻ trong nhóm đầu tiên vào ngày hôm qua. Cũng theo tờ này, các thành viên còn lại sẽ được chia làm 3 nhóm, với mỗi nhóm 3 người, có thể sẽ lần lượt được đưa ra ngoài trong hôm nay và những ngày tiếp theo. Mặc dù kế hoạch đầu tiên thành công ngoài mong đợi, nhưng ông Na Jong Sat cho biết nhiệm vụ chỉ hoàn thành cho tới khi người cuối cùng rời khỏi hang. Các hoạt động cứu trợ sẽ bắt đầu vào sáng nay, ngày 9 tháng 7, sau khi lực lượng cứu hộ đưa thêm các bình dưỡng khí mới vào trong hang. Chân dung cựu đặc nhiệm hải quân thiệt mạng trong quá trình giải cứu đội bóng Thái Lan. Theo các quan chức Thái Lan, một cựu thợ lặn hải quân đã thiệt mạng trong quá trình cứu hộ đội bóng khỏi hang động Tham Luông. Quá trình giải cứu đội bóng khỏi hang động tại Thái Lan đang vấp phải nhiều khó khăn và đã có thiệt hại về người. Anh là Saman Kunan, 38 tuổi, đến từ Joyet, một cựu thợ lặn hải quân tình nguyện tham gia cùng đội cứu hộ chính, đã thiệt mạng. Vào khoảng 1 giờ, giờ địa phương, anh Kunan đã tử vong do thiếu không khí trong khi lặn xuống để đặt các thùng chứa khí oxy, một phần của quá trình đưa đội bóng ra ngoài. Hiện nay, thi thể của anh đã được đưa đến sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Vụ việc này chưa rõ có ảnh hưởng đến kế hoạch giải cứu 12 trẻ em và huấn luyện viên đang mắc kẹt dưới hang động Tham Luông hay không. Một trong những phương án cứu hộ đang được các quan chức Thái Lan vạch ra là hướng dẫn các em trong đội bóng Nhí sử dụng thiết bị lặn và trở ra dưới sự hướng dẫn của các thợ lặn hải quân chuyên nghiệp. Sau thông tin về cái chết của ông Kunan, một thành viên trong đoàn trả lời phóng viên, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng bằng tất cả mọi cách. Thông tin về vụ thiệt mạng cũng làm dấy lên những lo ngại về lượng oxy trong hang, nơi các nạn nhân đang mắc kẹt. Thống đốc tỉnh Trang Giai, Na Jong Sat cho biết, mức độ oxy trong hang đang dần cạn kiệt bởi số lượng lớn các nhân viên cứu hộ có mặt. Các quan chức hiện đang tìm cách nối một dây cáp dài 5 km nhằm dẫn oxy vào hang. Những cơn mưa gió mùa sắp tới, cùng với điều kiện lặn trở nên nguy hiểm, có thể khiến quá trình cứu hộ đội bóng thiếu niên kéo dài tới 4 tháng. Lo sợ huấn luyện viên đội bóng Thái Lan tự tử. Huấn luyện viên có thể tự đổ lỗi cho bản thân vì đã gây ra tất cả những chuyện này theo quan chức Thái Lan. Một thợ lặn vừa tử vong trong quá trình giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang động Tham Luông và cư dân mạng đang có nhiều phản ứng trái chiều trước vụ việc bi thương này. Một số người đổ lỗi cho đội bóng, đặc biệt là huấn luyện viên Ekpo Chantawang, vì đã đi vào hang động ngay từ đầu. Người dùng mạng Abacon nói rằng Ekpo là người có lỗi trong bài viết được chia sẻ gần 23.000 lần. Có bảng cảnh cáo lớn ở phía trước hang động mà anh ấy vẫn đi vào. Abacon viết, cái quái gì vậy? Anh huấn luyện viên bóng đá trong hang tối để làm gì? Các đội trên toàn thế giới chỉ tập luyện trên sân cỏ. Nếu tôi là phụ huynh, tôi sẽ kiện anh ấy. Tuy nhiên, hầu hết những người khác, bao gồm cả gia đình của thành viên đội bóng và các quan chức, không cho rằng cái chết của thợ lặn Saman Kunan, 38 tuổi, là lỗi của bất kỳ ai. Gửi tới những người đang đổ lỗi cho các cậu bé và huấn luyện viên, nếu bố bạn băng qua đường và bị xe đụng, đừng quên đổ lỗi cho cha của bạn, người dùng Facebook Soman viết một cách phẫn nộ. Cô Mai Râm Tép, bà ngoại của một cậu bé trong hang, nói với Trang Ezan rằng, không có bậc phụ huynh nào đổ lỗi cho huấn luyện viên. Tôi biết anh ấy là người tốt. Trong hang động có vẻ như Ekpo đang mất tinh thần. Anh ấy có thể sợ phụ huynh chúng tôi đổ lỗi cho mình, bà Kumay nói. Tôi muốn nói rằng không ai trong chúng tôi đổ lỗi cho Ekpo. Nếu anh ấy biết điều này sẽ xảy ra, tất nhiên anh ấy sẽ không đưa các cậu bé vào đó. Thay Quách Chai Tha Kia, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết, ông lo sợ huấn luyện viên sẽ bị trầm cảm và có thể tự tử sau khi rời khỏi hang. Tôi sợ rằng anh ấy sẽ hiểu lầm mọi thứ và nghĩ mình là người duy nhất có lỗi. Điều này có thể dẫn đến trầm cảm và tư hại, Tha Quách Chai nói. Thứ trưởng cho biết, ông từng biết một cậu bé 13 tuổi tự tử khi cảm thấy tội lỗi vì khiến gia đình phải ra tòa.
Tôi sợ huấn luyện viên Ekabo có thể gặp vấn đề tương tự. Tôi lo lắng, ông nói. Tôi khuyến khích anh ấy, nếu tôi gặp được Ekabo, điều đầu tiên tôi làm là sẽ ôm anh ấy. Tôi muốn nói rằng anh ấy tuyệt vời. Sau khi xem video quay Ekabo trong hang động, bạn của anh Nobako Kantawan đã sốc khi nhìn tình trạng tồi tệ của Ekabo, người rất năng động và khỏe mạnh. Tôi lo rằng sau khi họ ra khỏi hang, Ekabo sẽ bị đổ lỗi. Tôi sợ anh ấy cũng nghĩ như thế, nhưng mọi người đều đang thể hiện sự ủng hộ của họ. Tôi cũng nghĩ người Thái sẽ không tấn công một người đang trong tình trạng yếu ớt, Nobado nói. Dân mạng đang tìm cách thể hiện tình cảm với huấn luyện viên bằng nhiều cách viết. Tôi muốn đấm vào miệng những người đổ lỗi cho các cậu bé và huấn luyện viên vì đã làm phiền người khác. Bạn không hiểu thiên tai là gì ư? Anh ấy cũng không cố ý, một người dùng Twitter viết.